không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Hai quân sư, chúng ta Bạch Ngọc Tường Kiên tắm chung với nhau cũng giống như là huynh đệ ruột thịt thân thiết. Ba huynh đệ ta gần như ngày nào cũng gặp nhau ở đi, tình cảm quả thực ngày càng khăng. Nhị ca, việc Đức trước đây có gì bất kính với huynh, có gì không phải thì bây giờ xóa sạch hết. Nhất định phải xóa cho thật sạch. Được, quan trọng nhất là ba người chúng ta chung một lòng. À, không phải, là bốn người mới đúng. À, quân sư, ta qua trà lưng cho ông. Chú công, không cần đâu. Cần mà. Tôi không nguyện. À, để biết, quân sư chỉ quen với phu nhân trà lưng thôi. Không phải, tôi thấy là không nên phiền chú công. Khổng Minh không gánh nổi. Ông không cần ái nái. Từ khi có quân sư đây, bất luận là chuyện quân sự, chuyện chánh sự, thậm chí là chuyện nhà, ta có chuyện khó gì, ông đều nhất quá giải cho ta. Trả lưng cho quân sư thì có gì khó hả? Qua đây. Với tài trí của quân sư, thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Khổng Minh may mắn thôi. Thành công không phải là may mắn. Ta tự hỏi kêu dũng thiện chiến, cộng thêm nhị ca, đại ca, ba năm nhân thúi này cũng không có bằng một gia cát lượng. Tấm từ nãy giờ làm gì còn có nam nhân thúi. Vậy cũng phải. Tham kiến chúa công. Thái thủ hoàng tổ Giang Hạ bị giết, quân mưu hiệu ý, để chúa công ở nghị sự đường để mà thương lượng. Hoàng tổ là đại tướng của Lưu Biểu, không lẽ Tào quân lại xâm phạm Ký Châu? Hồi bẩm chúa công, thám tử Giang Hạ tự mắt nhìn thấy là do Tào quân làm, là tướng lĩnh Đông Ngô Cam Ninh tam nhẫn xạ tử hoàng tổ. Đông Ngô không phải là Tôn Quyền sao? Là cùng phe chống Tào Tháo mà. Nói thì nói như vậy, nhưng các nước chư hầu đối kháng Tào Tặc, đôi bên vẫn đối đầu với nhau. Nghe nói là hoàng tổ dẫn binh tuần tra biên giới, gặp phải binh mã của Cam Ninh, hai bên chỉ trách nhau vượt biên giới, nhất ngôn bất hợp đã đánh nhau, kết quả hoàng tổ trúng tiễn dông thân. Ta lo là Tôn Quyền lấy hiểu lầm làm cớ, tìm cơ hội xâm lược Ký Châu để mở rộng thế lực lãnh thổ. Sau khi Tôn Quyền kế thừa cơ nghiệp, phần thắng luôn nắm trong tay, dưới sự giúp sức của Châu Du và Trương Chiêu, chưa từng coi nhẹ chinh chiến. Nếu như lần này có mưu đồ xâm chiếm Kinh Châu, đại quân Đông Ngô đã sớm chiếm lĩnh Giang Hạ. Đông Ngô có hành động gì? Cam Ninh đã thoái binh, và các quân sư nói rất có lý. Như vậy coi ra chắc chỉ là chuyện nhỏ. Quân bộ hiệu quý, lùi xuống trước đi. Dạ. Bẩm chúa công, Kinh Châu một phái Lục Thường Sử cầu kiến. Lục Thường Sử tham kiến Lưu tướng quân. Có chuyện gì vậy? Kinh Châu một muốn mời Lưu tướng quân tới Tương Dương, có chuyện cần thương nghị. Mời hai vị dùng trà. Thái phu nhân mời dùng trà. Bắt hoàng thúc phải lập tức tới Tương Dương, ta thì cảm thấy ái nái. Cuộc đời chinh chiến Quyền Đức đã quen, ngược lại tôi lo làm phiền Kinh Châu Mộc nghỉ ngơi, cũng giống như lần trước tới đây mượn binh vậy. Lần trước chú công không mời mà tới, đúng là có chút đường đột. Mượn binh không thành cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nói về chuyện mượn binh, ta thiệt là phải xin lỗi hoàng thúc mới đúng. Càng phải cảm ơn các người đã đánh bại đại quân Tào Tháo. Chuyện này là phận sự của Quyền Đức. Từ khi Tào quân đại bại, phu quân ta đã bớt lo nghĩ, bệnh tình của người cũng đã có chuyển tốt. Tiệt sao, vậy thì quá tốt. Kinh Châu Mộc có thể đích thân xử lý chính sự, quả thiệt là một tin mừng cho thần dân Ký Châu. Đương nhiên, chuyện này đương nhiên rồi. Thái phu nhân triệu chúng tôi tới gấp vậy, không biết có gì gấp không? Nữ nhân tầm thường như ta đâu có dám hỏi phu quân việc chính sự, chỉ bằng để người đích thân nói với hoàng thúc. Hoàng thúc và phu quân của ta vốn là huynh đệ cùng họ, theo lý thì không xa lạ, có việc nên bàn bạc với nhau. Lục Trường Sử, ông dẫn hoàng thúc đi gặp chúa công đi. Thái phu nhân mời. Ngày trước lần đầu gặp gia các quân sư ở phủ tướng quân, đã được chứng kiến ông trí tuệ siêu quần, hồng tài đại lược. Bây giờ cuộc chiến thành Bắc Vọng càng khiến người kinh ngạc, nổi tiếng khắp cả Ký Châu. Mưu sách của ông thật là hay, ông đúng là thiên hạ đệ nhất nhân. Phu nhân quá khen. Có quân sư ở đây đúng là phúc của vạn dân Ký Châu. Kinh Châu Mộc có tài cai quản, dưới sự giúp đỡ của hai vị công tử tài đức vẹn toàn, đúng là phúc của vạn dân Kinh Châu. Tông nhi của ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nó rất thông minh, chí hướng bất phàm, ta cũng được an ủi. Nhưng huynh trưởng kỳ nhi của nó không do ta sinh ra, ta thì không quản thúc được. Bình thường nó chỉ chú tâm vào thi từ ca phú, chăm lo đọc sách, ngoài giúp đỡ văn từ cũng biết nhận thức thế tình, mở rộng tầm mắt.
nó trở nên giống như một thư sinh yếu đuối vậy, can đảm cũng không có, sao có thể xử lý quân cơ chính sự. Còn nữa, nó nhát đến nỗi nửa đêm canh ba cũng phải tắp đèn sáng trưng mới có thể an giấc. Còn nữa, bình thường nó đã nói rất lâu rồi, để ta kêu người chuẩn bị bánh cho ông thưởng thức. Phu nhân không cần đâu, tất cả đều là người một nhà, không cần khách sáo. Khổng Minh chỉ là thuộc hạ, nếu không khách sáo thì đúng là không phân tôn ti. Hiền huynh, hiền đệ, gặp được đệ ta mừng lắm. Hiền huynh tinh thần phấn chấn mới đáng để vui mừng. Nói ra thật là hổ thẹn. Cuộc chiến thành Bát Vọng là chuyện trọng đại, nhưng huynh lại bị lâm trọng bệnh, không có tinh thần để bàn bạc với đệ, không thể xuất binh tương trợ. Kẻ làm đại ca này không còn mặt mũi để gặp đệ, ta thật có lỗi. Hiền huynh à, huynh đừng nên nói vậy. Hiền huynh đối với Huyền Đức ơn nặng như núi. Lúc trước Huyền Đức bại dưới tay của Tào Tháo, không lối thoát. Hiền huynh cho đệ đóng quân Tần Giả, để cho đệ nghỉ ngơi lấy sức, Huyền Đức mới có hôm nay. Ta và đệ đều là tông thân hán thất, thì phải như thủ túc cốt nhục. Người này có việc, người kia không thể khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính. Tướng lãnh Tôn Quyền giết chết đại tướng Hoàng Tổ của ta, mặc dù đã tra rõ rồi, nhưng sương mù không nhìn rõ biên giới. Chuyện này làm cho ta rất lo. Chỉ cần Tôn Quyền hiểu rõ, chuyện này sẽ được yên ổn. Lần này chính là ta đã hiểu lầm. Người nên biết Tôn Quyền, hắn lâu nay là đại họa của Kinh Châu. Hiền huynh có được chính quận, Nam Tiếp Vũ Lĩnh, Bắc Giáp Hán Xuyên, đất rộng binh nhiều, không cần lo sợ Tôn Quyền. Tôn Quyền có được 6 quận, căn cơ vững chắc, binh hùng tướng mạnh, quân lương sung túc. Với sức khỏe của ta bây giờ, làm sao mà đủ sức đối đầu với hắn? Suy đi nghĩ lại, chỉ còn cách phải nhờ đến đệ trấn thủ Giang Hạ, vậy thì ta mới có thể yên tâm được. Trấn thủ Giang Hạ sự việc trọng đại, đệ phải về cùng quân sư bàn bạc kỹ lưỡng. Đệ là một chúa công, họ nhất định sẽ nghe theo lời của đệ. Nói thì nói vậy, đệ cũng phải tôn trọng quân sư của mình. Nói thật lòng, đệ cũng không muốn bỏ Tần Giả mà không lo. Việc Giang Hạ bây giờ vô cùng cấp bách, dù thế nào cũng phải tính kế lâu dài. Hiền đệ, không còn thời gian nữa, bệnh tình của huynh có thể trở xấu đi bất cứ lúc nào. Thì huynh đừng nói những lời không may mắn như vậy, chúng ta sẽ thương nghị từ từ. Chúa công, lỗ hổng thái thủ Giang Hạ nóng tới phỏng tay, người không nhận lời thật rất minh trí. Ta thoái thác một lúc, không thoái thác được cả đời. Thật ra Tôn Quyền tạm thời sẽ không uy hiếp gì đối với Ký Châu. Tại sao Kinh Châu mộc lại ép ta nhận lời gấp như vậy? Thái phu nhân thay đổi thái độ, có thể thấy là nhờ chú công Giang Hạ lần này, chắc là ý của thái phu nhân. Á độc phu nhân này rốt cuộc có động cơ gì? Bà muốn nhất thạch nhị điểu. Nhất thạch nhị điểu? Một, có thể dựa vào thanh thế đại thắng tào quân của chú công tới Giang Hạ khống chế Tôn Quyền. Hai, có thể điều chú công rời khỏi Tân Giả, không để người có cơ hội phát triển. Á, ta muốn ta và Tôn Quyền khống chế lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau. Bà muốn ngư ông hưởng lợi. Bây giờ nhận lời khó, không nhận lời chỉ sợ càng khó. Kinh Châu Mộc cũng đã động tới tình thủ túc đồng tâm, động tới hơn nghĩa. Lúc trước ta nhờ ổng mới giữ được mạng, nếu như bây giờ không trả, nhất định bị người đời cười chê. Nhưng tới Giang Hạ e là sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôn Quyền ngoài mặt không để lộ ra, không nói chiến tranh, thật ra là một con sói dữ. Hắn sẽ không có lòng khôi phục hán thất. Chúa công nhìn được rõ ràng, tới lúc đó phải đối mặt chính là ba con sói dữ: Tào Tháo phía bắc, Tôn Quyền phía đông, còn có thái phu nhân phía tây. Ba mặt đều là địch. Bẩm chúa công, trong thời gian chúa công ra ngoài, đại công tử Lưu Kỳ của Kinh Châu có việc cầu kiến. Đại công tử biết chúa công trở về nên đã đợi ở ngoài đại sảnh. Hiền chất. Lưu Kỳ bái kiến thúc thúc. Con sợ sau này không có cơ hội nhìn thấy thúc thúc nữa. Sao lại nói vậy? Kế mẫu muốn diệt trừ cái gai trong mắt là con. Thúc cũng biết bá từng ép con vào con đường cùng. Mặc dù là bá không sanh ra con, nhưng bá cũng không nên ép con như vậy. Bá muốn nhị đệ thừa kế tất cả, bá không loại bỏ con sẽ không thể danh chính ngôn thuận. Thái phu nhân đã làm chuyện gì với con? Bà đánh thuế rất cao 4 nơi cùng quản lý, khiến cho con
bị eo hẹp tài chính. Lại là cái chiêu này. Trước đây bà cũng bắt Tần Giả tăng thêm tiền thuế. Bà còn bắt con cô lập cô diện, cưỡng chế dụ dỗ thuộc hạ của con chuyển tới doanh trại của bà. Bây giờ bên mình con không còn một mưu sĩ võ tướng có thể dùng. Phu nhân thiệt là quá đáng mà. Bước tiếp theo của bà có chứng cứ để nói con không có tài để lãnh đạo, sau đó ép cha phế trưởng lập thứ, thậm chí bịa ra một tội danh khiến cho con bị chém đầu. Thúc thúc, con thật sự không muốn chết, nhất định phải cứu con. Thúc thúc, nhất định phải cứu con. Chuyện nhà của con ta không tiện nhúng tay vào, huống hồ là cha con cho ta đóng quân Tần Giả, ta cũng phụ thuộc người khác, sao đủ sức để cứu con được. Thúc thúc à, vậy con cởi dây phải tìm người buộc dây, con phải nói rõ tất cả với Kinh Châu Mộc. Cái mẫu không có cho con gặp cha, cha chỉ nghe lời của bà, con chắc chắn sẽ chết. Hiền chất à. Chi bằng con đi theo hoàng thúc. Thúc thúc có cầm với Kinh Châu, lại là hoàng thúc Hán Thất, con nghĩ bà sẽ không có làm gì thúc đâu. Đừng có hồ đồ. Chỉ có cách này con mới thể giữ được tính mạng. Xin thúc thúc hãy nhận lời, nếu không con không đứng dậy. Sự việc trọng đại, từ từ thương lượng, đứng lên trước đi. Cái bà tám thúi, không kiếm chuyện là không có được vui, thiệt là. Chuyện nan giải của ta còn chưa giải quyết, thì sao có thể giúp cho Lưu Kỳ được đi? Lưu Kỳ muốn trách thì trách cha của hắn, tại sao tìm một ả độc phụ để làm kế thất. Tam đệ, có thể yên lặng một chút được không, để suy nghĩ đối sách giải quyết hai vấn đề nan giải trước mắt này. Đại ca, cái gì đệ cũng không nghĩ ra, kêu đệ xung phong giết giặc thì không thành vấn đề. Thật ra hai vấn đề này có thể dùng một cách để giải quyết. Sao có thể được? Giả bút không phải là tự rơi xuống mà bị Lưu Hương đụng phải. Nếu Lưu Kỳ là Lưu Hương, thái phu nhân là giả bút, chúng ta có thể dùng Lưu Kỳ lật đổ âm mưu của thái phu nhân. Ý quân sư là Lưu Kỳ có thể giải quyết vấn đề bắt tay với Giang Hạ trấn thủ? Không sai, là muốn Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ. Hay lắm, vậy chúng ta không cần đi Giang Hạ, bà tám thúi cũng không nói được gì hết. Lưu Kỳ có thể rời xa bà tám thúi đó, không còn bị bà chống đối. Chiêu thuận nước đẩy thuyền của quân sư đã quá giải chiêu nhất thạch nhị điểu của thái phu nhân. Hay, cao chiêu. Cao chiêu, cao chiêu. Không được, không được, không thể để cho người khác biết là ta dạy Lưu Kỳ làm như vậy. Bà tám thúi nhất định sẽ lấy nó làm cử, nhất định sẽ nói đại ca can thiệp chuyện nhà của bà ta. Chúa Công đương nhiên không tiện nói thờ, hay để Khổng Minh là người chuyển lời ha. Phải làm cho không có ai nghi ngờ tài mắt của thái phu nhân rất nhiều. Khổng Minh cảm thấy hậu viện của phủ tướng quân cần phải có thêm vài chậu hoa trang nhã để trang trí. Quân sư đang nói quân cơ đại sự, dù gì vô cớ sao nói hoa cỏ gì chứ. Đại công tử Lưu Kỳ yêu thích viên nghệ, những chậu hoa ở hậu viện có thể sánh với ngự hoa viên của hoàng cung. Khổng Minh cũng rất muốn tới phủ đại công tử lấy chút kinh nghiệm. Chú Công bận rộn công vụ, không thể đích thân tới phủ để lựa hoa, nên mới dặn dò tại hạ đi. Và các quân sư, thúc thúc, chú Công cũng rất ngưỡng mộ viên nghệ của người, tại hạ cũng muốn tới phủ để mở rộng tầm mắt. Thúc thúc chỉ quan tâm chuyện này của ta? Đương nhiên là không. Những chuyện nên nhớ, người sẽ nhớ mà. Thật không? Thúc thúc thật nhớ chuyện của ta? Từ đây tới phủ còn hơn nửa ngày đường, đại công tử có thể nghỉ ngơi thoải mái ở trên kiệu. Và các quân sư tài trí phi phàm, nếu như chịu hiến kế cho việc của ta thì không lo phiền. Về mặt viên nghệ, ta cũng biết chút ít, có thể phù hợp với nhau. Mời đại công tử lên kiệu, có chuyện gì mới nói sau. Hấp phong ẩm lộ, phiêu như hồng vũ, quanh yên tiếu nhật, lạng nhược chu hà. Đại công tử đã tốn nhiều tâm huyết hả? Gần đây ta vô tâm tới viên nghị. Thì ra thái phu nhân cũng giỏi về mặt này, có cơ hội phải thỉnh giáo mới được. Ta không phải nói chuyện này. Thúc thúc không có nói với quân sư về chuyện của mẹ ta sao? Còn nữa, nó nhát gan đến nỗi nửa đêm canh ba cũng phải thắp đèn sáng trưng mới có thể ăn giấc. Còn nữa, bình thường nó... Chú Công không đề cập tới mẹ của người, chỉ nói là đại công tử hiểu biết nhiều về viên nghệ. Đại công tử còn trẻ tuổi mà đã hiểu biết nhiều, nhất định là đêm nào cũng đốt đèn để đọc điển tích. Mỗi đêm sách ta đọc là binh thư, làm sao quân sư biết được? Ta đọc sách suốt đêm tới sáng. Khổng Minh chỉ thấy người tinh thần không tốt, bỗng mắt quần thâm, cho nên đoán vậy thôi. Quân sư quả nhiên quan sát tinh tường, ta rất muốn ông giúp đỡ. Ta sẽ nói thẳng vấn đề,
Ta tới Tân Giả là để cầu xin Thúc Thúc, hy vọng có thể giải cứu ta, thoát khỏi áp bức của mẹ ta. Chuyện nhà của người ta không tiện can thiệp, cũng không muốn nghe. Cây hồng hoa kế mộc này tin là chú Công sẽ rất thích. Vậy tặng cho Thúc Thúc. Cảm ơn công tử. Thời gian không còn sớm nữa, ông muốn đi? Nghe nói trong phủ đại công tử có nhiều sách, ta cũng mong được tham quan. Quan nghênh. Nhưng nhiều sách tới như vậy, có thể ở lại thêm một lát, có phiền gì hay không đi? Không có, ông ở lâu một chút, ta có thể tiếp tục thảo giáo quân sư. Mời quân sư. Mời. Quân sư, ông có thể nghe ta nói vài câu được không? Thực bất ngôn, thẩm bất ngữ, huống chi là đang duyệt lãm quần thư, phải chuyên tâm, tịnh tâm. Có câu vô thanh thắng hữu thanh, bất luận thế nào ta cũng phải nói. Từ Mã Thiên Thái Sử công sư có nói, mẹ ruột Ngô Tuấn mất sớm, mẹ kế nhiều lần muốn giết hại Ngô Tuấn, kết quả đều được trời giúp đỡ, đại nạn không chết. Đương nhiên ta không thể so sánh với Tam Hoàng Ngũ Đế, sao ta có thể phúc lớn mạng lớn. Chỉ sợ sớm muộn gì ta cũng bị mẹ ta giết hại. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là kế mẫu, cũng không làm những chuyện ác độc vậy. Hey quân sư, ông đâu có biết. Quân sư, ông nhất định phải cứu ta. Sách của ta thiếu một quyển Đoản Trường Thư, không biết là tàng thư của đại công tử có quyển này không? Ờ, vậy đúng, có một quyển ở trên gác. Quân sư mời. Mời. Đoạn Trường Thư này nằm ở đâu hả? Lấy cái thang này, quân sư sẽ không thể tránh né ta. Nếu chúng ta trên không đụng trời, dưới không đụng đất, coi như là an toàn. An toàn? Không ai có thể nghe được ta và người nói chuyện gì. Thì ra quân sư có ý dụ ta lên gác. Nhưng mà trong phủ đều là thân tín của ta. Ngươi đã sai rồi. Ta có nhiều nguyên nhân né tránh ngươi mà không trả lời, vì trong phủ đều là tai mắt của Thái Phu Nhân. Thật hả? Ngươi lo cây kiển, ngươi quét lá cây, tất cả đều là tai mắt. Nếu không sao ta biết ngươi đêm nào cũng thắp đèn suốt đêm? Đều do Thái Phu Nhân sơ ý nói ra. Chẳng trách bà rõ ta giống trong lòng bàn tay. Cho nên nói gì cũng phải cẩn thận. Mai là người có một căn gác kín đáo tới như vậy, bây giờ muốn nói gì thì nói. Mai mà có quân sư. Thật ra là Khổng Minh đã vì đại công tử mà nghĩ ra một cách giải cứu. Quân sư nói mau. Thái sử công thư từng nói chuyện phi tử Tấn Hiến Công Lệ Phi muốn mưu hại thân sinh và trọng nhĩ. Sự thật của câu chuyện này, ngươi đọc thuộc thái sử công thư chắc biết kết quả thế nào. Thân sinh tại nội mà chết, trọng nhĩ tại ngoại mà an. Đại công tử chắc hiểu đạo lý bên trong. Quân sư muốn ta cao chạy xa bay, rời xa Thái Phu Nhân, ngươi mới có thể thoát khỏi ma trưởng. Bây giờ hoàng tổ bị giết, ngươi nên nắm bắt thời cơ, đi trấn thủ Giang Hạ. Đi trấn thủ Giang Hạ? Thời cơ có một không hai. Giang Hạ xa xôi như vậy, tất nhiên là tránh khỏi con sói dữ làm mẹ ta. Nhưng làm láng giềng với Tôn Quyền, có thể Tôn Quyền chính là con sói dữ khác. Có thể, cũng có thể là không phải. Nhưng mẹ của người tuyệt đối là phải. Tôn Quyền bao nhiêu năm nay luôn tương an vô sự với Kinh Châu, chỉ là hoàng tổ tính tình nóng nảy mới gây ra xung đột. Ta thấy là người tính tình ôn hòa sẽ không có chuyện với Tôn Quyền đâu. Hơn nữa người tới Giang Hạ là có thể thuận lý thành chương đổi đi người bên cạnh người, và từ đó thoát khỏi giám sát của Thái Phu Nhân, đồng thời không còn lo lắng gì nữa. Người đã gật đầu ba lần, chắc là đã hiểu rõ. Lo lắng chuyện Tôn Quyền có phải là sói dữ hay không, chỉ bằng tránh khỏi mẹ ta. Là sói dữ cắn ta tới thương tích đầy người trước đã. Tiền trảm hậu tấu, lập tức dẫn người đáng tín nhiệm nhất bí mật Giang Hạ. Sau khi an bài xong mới thượng báo cho cha người biết. Khi việc đã định, Thái Phu Nhân cũng không làm gì được. Được, vậy thì tiền trảm hậu tấu. Ta đã căn dặn các ngươi phải giám sát cẩn thận nhất cử nhất động của Lưu Kỳ. Bây giờ hắn đã đi Giang Hạ mà cũng không biết. Hắn đã báo chuyện này cho Kinh Châu Mộc, hắn đã làm thái thủ Giang Hạ, ta muốn cản cũng không cản được.
Các ngươi làm việc kiểu gì đây? Lưu Kỳ trước đó quả thật không có gì lạ, nhưng mà đêm đó đã không thấy hắn nữa. Cho dù mấy bữa trước Gia Cát Lượng có tới phủ làm khách, chúng tôi không có rời nửa bước, luôn bí mật giám sát hắn. Gia Cát Lượng từng gặp Lưu Kỳ, nhưng mà Gia Cát Lượng chỉ bàn với hắn về thư tịch Viên Nghệ chứ không có gì đặc biệt. Sao lại cố ý nói chuyện này? Có lúc nào họ nói chuyện mà các ngươi không nghe được không? Nói mau! Có một khoảng thời gian Lưu Kỳ và Gia Cát Lượng tìm tàng thư trên căn gác của thư phòng. Hai người họ thuộc các cầu thang. Tiểu nhân quả thật là Gia Cát Lượng. Là Gia Cát Lượng đã dạy Lưu Kỳ tránh đi Giang Hạ. Nhất định vậy. Tên Gia Cát Lượng này quả thì không thể xem thường. Tên Gia Cát Lượng dám giúp đỡ Lưu Kỳ đắc tội với chúng ta. Hắn giúp Lưu Bị nhiều hơn. Ngoài mặt là hắn giúp Lưu Kỳ không bị chúng ta ràng buộc, thật ra là hắn giúp Lưu Bị thoát khỏi phải đi Giang Hạ. Lý nào là như vậy? Còn nhất định phải nghĩ cách giáo huấn Tân Quân sẽ không biết trời đất này, để làm dây nỗi hận ở trong lòng của mẹ. Mẹ không có giận, ngược lại mẹ rất là vui. Mẫu thân, bởi vì mẹ tìm được cho con một quân sư có thể xoay chuyển càn khôn vô cùng hiếm gặp này. Giai các quân sư, lúc này có một người giao bức thư hàm cho ngài. Làm phiền. Ý là Gia Cát quân sư. Ủa, nửa đêm rồi còn đi đâu vậy? Thần bí kỳ quái. Đã là tri kỷ, không cần nói nhiều, đi theo. Khuya rồi còn tới quán trọ để làm gì? Nhất định là có bí mật, đi theo xem. Có chuyện gì? Ta tới để mướn phòng. Phòng đã đầy, đi quán trọ khác đi. Ăn tô mì được không? Gia chủ của ta đã bao hết quán trọ này. Mời đi. Vào vậy, bao hết quán trọ này. Vậy không làm phiền hai người. Để thái phu nhân đợi lâu, Khổng Minh rất có lỗi. Quân sư là bất thế kỳ tài, đợi bao lâu cũng xứng đáng. Tông Nhi, sao còn không rót rượu? Đây là thu lộ bạch thượng đẳng nhất, mời cho các quân sư thưởng thức rượu. Thái phu nhân có công sự muốn tại hạ làm, sao không triệu ta tới Tương Dương mà gặp mặt ở đây? Trong thư hàm có dặn dò kỹ càng, ta phải giữ bí mật. Bởi vì sự việc trọng đại, nếu như để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới quân sư thì không tốt rồi. Hôm nay ngươi chịu tới đây gặp ta, tin rằng chắc đã có tính toán. Không sai, là ta muốn quân sư làm quân sư của Ký Châu ta. Thật ra ngươi ở bên Lưu Bị quả thiệt là uổng phí tài hoa. Tân Giả chỉ là một vùng đất nhỏ, Lưu Bị chỉ là một tướng quân nhỏ thôi. Ngươi giúp đỡ cho ổng giống như là rồng dẫy nước cạn. Nhưng mà phu quân ta thì khác, ngươi là Kinh Châu Mộc, là Đại Giang Đại Hà. Ngươi ở chỗ của ta mới có thể phát huy hết tài hoa. Ta bảo đảm ngươi sẽ được lợi, nhất định là nhiều gấp 10 lần bên Lưu Bị. Ta nghĩ khó khăn bây giờ của ngươi chính là không biết phải nói sao với Lưu Bị. Để ta nói giúp cho ngươi, ngươi không cần phải gặp mặt ổng. Ta biết phu nhân không bạc đãi ta, nhưng mà không biết cương vị chính xác là... Ngươi sẽ là nhân vật thứ tư của Ký Châu. Khổng Minh hiểu. Kinh Châu Mộc thứ nhất, Đại Công Tử thứ hai, Nhị Công Tử thứ ba, thứ tư là Tại Hạ. Không phải, ta đã nói sai, nên là thứ ba mới đúng, là dưới quyền của ta và Tông Nhi. Kinh Châu Mộc sao không có ở trong đó? Chúng ta làm vậy không tránh khỏi đại nghịch bất đạo. Không đâu. Sao ta có thể bất kính với phu quân của ta được? Chẳng qua bây giờ người đang mang bệnh trong người, không thể xử lý chính sự. Lúc nãy ta đã nói qua là người nắm giữ chính sự thực tế. Khổng Minh hiểu. Vậy ngươi hài lòng rồi chứ? Khổng Minh là người rất dễ hài lòng. Nhưng nếu như được dưới một người mà trên vạn người thì càng tốt. Không biết sẽ đứng dưới phu nhân hay là Nhị Công Tử. Gia Cát Lượng, ông đừng có quá đáng. Gia Cát quân sư, người cố ý đùa giỡn với ta. Thái phu nhân tha lỗi, Khổng Minh chỉ là buộc miệng hỏi thôi. Bây giờ ta dưới một người Lưu tướng quân mà trên vạn người đã rất hài lòng, không chuyển đầu trận khác đâu. Người thật trung thành vậy sao? Quân sư không trung thành, thấy lợi quên nghĩa. Ta tin là Kinh Châu Mộc sẽ không thích đâu, không chiêu lãm. Nếu như Lưu tướng quân không may tử trận xa trường, người cũng phải chuyển đầu một trận doanh khác. Đại công tử tấm lòng nhân hậu, lại là đích duệ trưởng tử, Khổng Minh đồng ý đầu hiệu. Gia Cát Lượng, người nhất định đối đầu với hai mẹ con ta phải không?
Khổng Minh không dám, giúp sức cho Lưu Tướng Quân cũng là làm việc cho cả nhà của Kinh Châu Mộc. Nhờ Thái Phu Nhân thay Khổng Minh chuyển lời cảm ơn tới Kinh Châu Mộc. Nhận được hậu ái, Khổng Minh tự biết bất tài, không thể đảm nhận chức quân sư của Kinh Châu. Khổng Minh bận việc, Khổng Minh xin cáo từ. Quân sư ra rồi. Bụi ta không thấy sao? Nè, mình làm gì đây? Bây giờ Khổng Minh đại ca đi trở về phủ tướng quân. Ngược lại, ta muốn biết người trong kia là người nào. Là cái bà Tám Thúi và con trai của bà. Họ đã mật đàm với nhau chuyện gì? Làm sao mình mở miệng được đây? Không thể để chuyện này truyền ra ngoài. Ừ. Vào đi. Chúa công, quan tướng quân, trương tướng quân. Chúa công, có công văn mới nè. Để xuống đó. Ê, Dân Tính, có chuyện gì? Các vị đang có chuyện thì đúng hơn. Tôi biết rồi, chúa công. Vậy tôi không làm phiền các vị bàn về chuyện gia các tướng quân. Dân Tính, khoan đi đã. Tam đệ, ngươi cũng biết chuyện của gia các quân sư sao? Đêm qua gia các tướng quân đã tới quán trọ Duyệt An để gặp Thái Phu Nhân. Chuyện này đúng là phiền phức. Phải, phiền phức nhất là bà Tám Thúi Thái Phu Nhân này. Cả gan dám tới đây để mặc dù người của ta. Quá đáng vậy. Ý của tôi là cái chuyện quá đáng như vậy mà bà cũng làm được. Có dụ được ổng không? Ta có hỏi già các quân sư, ổng đã từ chối Thái Phu Nhân. Lần này bà Tám Thúi chiều lãm không thành, nhất định sẽ không từ bỏ. Huống hồ tên này đã truyền ra ngoài, biết bao nhiêu người yêu mến nhân tài ở trong thiên hạ, đâu thể câu quân sư đi chứ. Hey, đại ca, không được, chúng ta phải chuẩn bị chút. Lỡ như quân sư muốn đi, phải tìm người thay thế. Đừng để trúng kế vàng của Thái Phu Nhân. Giang kỹ, bà cố ý đem tin tức này truyền ra ngoài để chúng ta biết được việc này. Là bà. Tôi hiểu rồi, cái bà Tám Thúi này nhất định là không dụ được gia các quân sư, rồi cảm thấy tức giận muốn đạp đổ đi tất cả. Trước tiên là bà dùng quỷ kế tung tin này ra ngoài để chú công và quân sư hiểu lầm lẫn nhau. Lỡ chúng ta thật sự đã tìm được người thay thế gia các quân sư, chừng đó thì gia các quân sư sẽ nổi giận bỏ đi. Dân Tính đúng là nói ra ưu phiền của ta. Chúng ta phải đảm bảo gia các quân sư không rời khỏi đi. Gia các quân sư quá thật quan trọng đối với chúng ta. Hey, người làm thuê chứ có trọng tiền lương. Vậy tăng lương đi. Một lần không được, vậy thì tăng lên một hai lần. Xưa này không phải chuyện của gia các quân sư quan tâm. Ông ấy đã giúp đại ca, là vì mọi người có chí hướng giống nhau, phải khôi phục hãng thất, cứu lấy dân ba tánh. Mọi người đều nghĩ khí làm gì, giữ lời hứa trọng thành tính. Chắc là ta thật sự đã nghĩ nhiều. Nếu như gia các quân sư đã cự tuyệt Thái Phu Nhân, nói không đi là không đi. Yên tâm, gia các quân sư xưa này chưa từng nuốt lời. Chú công à, nếu chú công có lòng tin như vậy, sao hồi nãy lại buồn rầu? Sao không cho ta ngủ thêm một chút? Mới sáng sớm nên lôi ra đây. Bắt đạp cái gì? Đạp thanh. Phong tục của tụi đệ, ra ngoài vườn đạp thanh sẽ mang lại may mắn. Ê, đạp trúng tiền hay đạp trúng vàng thì còn được, lỡ như đạp trúng cái đó, bốc mùi ghê lắm. Coi đó, vừa nóng lại không có phụ nữ. Nhân này là ai? Cổ tên là gì? Ồ, là vậy. Cổ hả? Là cháu vợ của chúa công. Dở trò gì đây? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Dạ, Căn Nguyên, qua đây đừng đi. Trời ơi là trời. Sao anh lại kêu thê thảm vậy? Thì chính vì nhìn thấy cô đó. Bộ giận của tôi thảm lắm hả? Anh nhất định đã nghe họ nói về thân thế của tôi. Họ ai ai cũng nói vậy hết. Cả anh cũng cảm thấy tôi thảm lắm hả? Tôi thấy tội nghiệp cho bộ dạng của cô. Cô nhìn lại đi, cô đâu có tệ, nhưng lại không chịu ăn diện. Nếu mà trang điểm một chút, ở quê tôi có thể thi tuyển gái Hồng Kông đó. Cô gái Hồng Kông? Đệ nhất mỹ nữ Hồng Kông, nghe qua chưa? Bản thân của Tăng Nhiêu vốn không phải là mỹ nữ gì. Mỹ nữ ngoài do trời sanh ra, còn có thể nhờ vào việc cứu vãn. Cứu vãn là sao? Thì là trang điểm vẽ chân mày, đánh phấn, rồi thì vẽ cho con mắt thì to,
vậy sẽ đẹp hơn nhiều. Đôi mắt tôi là gì? Không cần, không cần phiền phức gì, giải phẫu đi. Được đó. Tôi chế nhạo cô không đẹp, cô không giận mà còn cười. Vậy hả? Tôi còn tưởng là anh đang đùa với tôi. Nhưng tính đại ca nói chuyện đúng là rất thú vị. Tuy là anh nói tiếng quê tôi nghe không có hiểu cho lắm. Cô đúng là bị bệnh. Tôi không có bệnh. Nè, bạn trai Tử Khiêm trước kia của cô kìa. Là ảnh à? Người ta có vợ rồi, nuối tiếc phải không? Đâu có. Đẹp trai bằng 7 phần của tôi đó. Vậy thì đã sao? Wow, cô nhìn hắn đi. Đẹp trai là chu đáo, biết săn sóc cho vợ. Tình cảm phu thê của họ tốt như vậy, tôi cũng thấy mừng cho họ nữa. Thiệt là uổng công, mặc kệ cô. Ê, Nhân Tính đại ca, thật ra nói chuyện với anh đúng là rất vui. Tăng Nhiêu, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa đi. Ê, các cô người nào cũng đẹp như hoa, cần gì phải đi ngắm hoa nữa. Nhân Tính đại ca, Quỳnh nói có thật không? Đẹp nhất là cô đó. Đẹp nhất là em, đẹp nhất là em nè. Được, 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 ai cũng đẹp hết. Nhưng vẫn còn thiếu một chút. Thiếu một chút gì? Thiếu một chút pose, chính là tư thái. Như vậy mới hấp dẫn thanh niên. Các cô cũng muốn các binh sĩ, gia đình, công tử hay là đại gia? Nói tóm lại là thanh niên. Khi gặp các cô thì họ chấp con mắt nhìn chằm chằm vào các cô hay không? Nhân Tính đại ca, nữ nhi của tụi em không thể nói chuyện này đâu. Ê, không nói được thôi. Nhưng mà vẫn nghĩ được. Nè, Thu Hiền là dũng cảm nhất. Sao mày nói vậy? Được, chúng ta đi dũng cảm. Người ta 7 bước thành thơ. Tôi dạy các cô bí quyết độc môn của chúng tôi. Xưa nay vô địch là đàn ông đều bị mê hoặc. Mỹ nữ thập thức, giúp các cô 10 bước trở thành mỹ nữ. Tất cả hãy nhìn kỹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Phu nhân, ta dìu phu nhân ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Trời xanh gió mát sẽ có lợi cho sức khỏe của phu nhân. Nhưng bác phu quân phải tạm gác công sự để đi với thiếp, thiếp thấy rất là cảm kích. Phu nhân lại nữa, phu thê với nhau nói những lời cảm kích làm gì? Có lúc phải nắm cơ hội vui chơi, tâm trạng thoải mái, xử lý những việc phức tạp cũng hiệu quả hơn. Phu nhân coi, Dân Tính huynh đệ thiệt là vui. Tham kiến nhà các quân sư, Triệu Tử Long tướng quân có việc quan trọng, muốn mời quân sư thương thảo. Phu quân, công sự quan trọng hơn. Người đưa phu nhân đi dạo hả? Dạ được. À, tiểu thư, đại phu đã dặn dò kỹ lưỡng, kêu tỷ không được ra ngoài gặp gió. Tại sao tỷ không nói với quân sư, còn với quân sư ra ngoài đạp thanh nữa? Phu quân có nhã hứng này, ta không muốn làm mất nhã hứng đó. Nhưng muội thấy tỷ chịu đựng rất khổ sở, sắc mặt của tỷ xanh hết rồi nè. Để muội dìu tiểu thơ về nha. Nè, dạ các phu nhân, xin chào. Cô cũng đi dạo hả? Dạ, dạ các phu nhân. Tôi đang dạy cho mấy cổ mỹ nữ thập thức dễ thương lắm. Thu Thiên, biểu diễn đi. Dạ, hay lắm, cùng nhau thử nha. Bắt đầu. Được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ các phu nhân, cô sao vậy? Thiệt yếu tới như vậy sao? Có ai biết làm hô hấp nhân tạo không? Đừng sợ, tôi đã từng theo đại phu học việc, có cách làm phu nhân tỉnh dậy. Để cho tôi. Wow, đúng là một bác sĩ xinh đẹp. À, tiểu thư, tiểu thư, tỷ tỉnh dậy rồi. Là Mi Ngọc cô nương đã cứu tỷ đó. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo và các phu nhân. Đừng nói nhiều nữa, mời dìu phu nhân về đi. Mi Ngọc cô nương nhỏ tuổi mà tài giỏi thế như vậy, lại còn xinh đẹp nữa. Một người trời, một người đất. Một người có thể ra ngoài đi dạo chơi khắp nơi, còn một người chỉ ở trong phòng. Sao thần tượng của mình xui quá vậy? Chú công, ông có biết hội đạp thanh hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Ta biết.
và các phu nhân đột nhiên ngất xỉu. Nhưng ta nghe Tàng Nhu nói là đã tỉnh lại không sao rồi. Đối với một đỉnh đỉnh đại danh Gia Cát quân sư mà nói, tuyệt đối không phải là không có chuyện gì. Gia Cát quân sư là người hiếm có, trăm năm khó gặp, khuynh thế kỳ tài. Người sánh đôi với ổng phải là một người khỏe mạnh và xinh đẹp, chứ không phải là một vị phu nhân vừa ốm vừa suy nhược. Đủ rồi, đây là chuyện riêng của Gia Cát quân sư, chúng ta không nên bình luận, cũng không liên quan gì tới mình. Hey, chú Công, đừng trách tôi to gan nói một câu. Chú Công nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Chuyện này không chỉ là chuyện riêng của quân sư, mà còn là chuyện của chúng ta nữa. Tại sao nói vậy? Nói thật lòng, có nam nhân nào mà không muốn dẫn vợ con của mình ra ngoài để cho mọi người ngưỡng mộ? Chú Công có muốn hay không? Nhất định là Gia Cát quân sư ổng cũng muốn. Chẳng qua là phải nghe theo lời của đại ca, nhắm mắt lấy đại, nghiến răng chịu đựng cắn cái miếng thịt heo này. Cái gì thịt heo? Là cách nói của người Hồng Kông, ý muốn nói những người nữ nhân rất bình thường. Ồ, nè, Gia Cát quân sư là người tốt, ổng sẽ không bao giờ bỏ vợ mình. Thực ra là vì ổng không muốn làm người xấu. Ta vẫn chưa hiểu là người đang muốn nói cái gì. Giúp ổng làm người xấu. Làm người xấu? Giúp ổng bỏ vợ mình? Chú Công không cần phải kích động như vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống đã. Thời đại này là tốt nhất, có thể được tam thê tứ thiếp mà không phạm pháp, giúp quân sư giải quyết được vấn đề. Không giấu gì chú Công, hôm nay lúc đi dạo ngoài trời, tôi đã gặp được một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, rất xứng với Gia Cát quân sư của chúng ta. Mỹ nhân này chính là cháu gái của chú Công, Mi Ngọc cô nương. Nếu như Gia Cát quân sư thành thân với cháu gái của chú Công, vậy thì thân càng thêm thân. Chừng đó không cần phải lo Gia Cát quân sư sẽ bị kéo về bên Tào Tháo. Có nghĩa là vấn đề của chú Công được giải quyết, còn quân sư có được người vợ đẹp và khỏe mạnh. Wow, như vậy thì đúng là hây giờ hây giờ hây giờ hây giờ hây giờ hây cái gì? Là tiếng của người Hồng Kông, nghĩa là vô cùng vui sướng. Nè, lần trước mai là nhờ có đại cửu giúp đỡ về bắt quân lương. Quyền đức kính huynh một ly. Đại ca, muội cũng phải kính huynh một ly. Được 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 được, hôm nay cả nhà chúng ta phải ăn uống no say. Lâu rồi không gặp Ngọc Nhi. Chắc là nó đã 17 tuổi rồi à? 18 tuổi rồi. Vậy sao? Tới lúc phải gả đi rồi. Huynh và mẹ của nó đã bàn chuyện này rồi, nhất định phải kiếm một nhà tốt để mà gả nó đi. Nên như vậy, Ngọc Nhi tinh thông cầm nghệ, học thức lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, đúng là không biết người nào mới xứng với nó. Cho nên huynh cũng không gấp gáp, giữ lại trong nhà thêm 2 năm nữa cũng không sao. Để có một nhân tuyển rất là phù hợp hiếm có. Vậy thì quá tốt. Là người có hộ nào chính gì? Là Gia Cát quân sư. Phải đó, sao muội không nghĩ ra chứ? Đại ca à, huynh trong binh ngũ cũng từng gặp qua Gia Cát quân sư tài hoa cái thế, đúng là một ứng viên phù hợp hiếm có. Ngọc Nhi nếu được gả cho ngài ấy, đúng là chuyện đáng mừng. Huynh biết Gia Cát quân sư là một huynh thế kỳ tài, Ngọc Nhi gả cho ngài ấy quả là phúc phận của nó. Nhưng mà quân sư đã có chính thức thê tử, nếu như gả Ngọc Nhi, nó sẽ phải làm thiếp. Như vậy chẳng phải thiệt thòi cho Ngọc Nhi của huynh hay sao? Tên là Ngọc Nhi cũng hy vọng có một phu quân xuất chúng hơn người. Gia Cát quân sư nhất định sẽ mang tới hạnh phúc cho Ngọc Nhi, và nó cũng thấy hãnh diện vì người phu quân tốt như vậy. Đại cửu à, huynh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Xưa nay ta luôn xem Ngọc Nhi là chi bảo, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng dạy dỗ kỹ càng, một lòng muốn con sau này sẽ lấy được một ý lang quân toàn mỹ. Bây giờ bắt con xuất giá làm thiếp, ta thật sự ngàn lần vạn lần không có đồng ý. Phu nhân, tôi với bà đều thương Ngọc Nhi như nhau, bắt nó phải làm thiếp thì tôi cũng ngàn lần vạn lần không đồng ý. Nhưng mà ông ấy là Gia Cát Lượng nổi tiếng khắp nơi, nên sẽ không giống nhau đâu. Gia Cát Lượng thì sao? Phu nhân, năm xưa ta đã gả em gái của mình cho chú Công, đã chứng minh quyết định của ta không sai. Hôm nay ta cũng vậy, không nhìn lầm Gia Cát Lượng. Ngọc Nhi, cha làm như vậy là vì tốt cho con, nên mới đồng ý suy nghĩ. Nếu như chú Công đã sắp xếp xong rồi thì không thể khước từ. Còn có nói sao, cũng đâu có gì khác. Ông chủ làm phiền. Được. Tiểu Lan, Tiểu Lan, nghe nói tiểu thư nhà cô chuẩn bị thành thân, rốt cuộc là công tử nhà nào vậy? Thì là Gia Cát quân sư đó. Hả? Vậy có phải là làm thiếp sao? Đành chịu thôi, việc hôn sự này là đích thân chúa công sắp xếp, cho dù tiểu thư cảm thấy quá ước sao cũng phải đồng ý. Bây giờ tiểu thư suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt, tôi nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt. Tôi thực sự cảm thấy bất bình cho tiểu thư. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?
Tỷ còn tốt với quân sư như vậy, bây giờ quân sư đang nạp thiếp kìa. Chú còn muốn ghép đôi quân sư với cháu của người, Mi Ngọc cô nương. Tỷ không sao chứ? Ta không sao. Cô ra ngoài làm việc đi. Tại sao tỷ biết rồi mà cứ như không có việc gì hết vậy? Chuyện cũng bình thường thôi, cũng là như vậy mà. Xưa nay tỷ đều cảm thấy mình không xứng với quân sư, cho nên dù bây giờ chú không có nạp thiếp cho quân sư, tỷ cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nhưng Mi Ngọc cô nương người ta nghĩ sao? Cô thấy rất uất ức, không muốn làm thiếp mà. Thật ra tỷ mới là người uất ức hơn. Tỷ thực sự cam tâm chia sẻ phu quân với người khác. Muội nghe ngóng thấy, kỳ thật chú công vẫn chưa nói chuyện này với quân sư. Sự gì còn có thể xoay chuyển? Hay tỷ đi nói với quân sư ngăn cản ngài ấy đi. Tiểu thơ à, làm cái gì đi chứ? Chú công hình như có điều vui. Quân sư đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Việc vui này chính là có liên quan với quân sư. Tin là quân sư cũng biết quan hệ của ta Mi Gia. Mi Trúc là đại cổ của ta, Mi Gia cũng là cử túc khinh trọng trong quân ngũ. Nếu như quân sư và Mi Gia có thể kết thành thân gia, ba nhà chúng ta thân càng thêm thân, đối với quân ta thì không có gì bất lợi. Kết thân gia? Đại cửu ta có ai nữ tới tuổi thành thân? Từ nhỏ tới lớn ta đã nhìn nó lớn lên, rất hiểu đứa cháu đó. Ngọc Nhi xinh đẹp dễ thương, có học thức lễ nghĩa, hiền lương thục đức, rất xứng đôi với quân sư. Tôi và Mi Ngọc? Đúng vậy, ta muốn gả Ngọc Nhi cho ông làm thiếp. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.